Ơi, chào tất cả anh em xem clip nha. Thì hôm nay thấy nhiều anh em dọn xe mà giá căng quá, tầm khoảng trên dưới 100 triệu mà dọn full new. Thì hôm nay mà cũng có một chiếc anh em ngồi xe chạy đó. Xe này là dọn từ 4 món lên nha anh em, 4 món lên với giá thành là tầm khoảng 80 triệu đó, trên dưới 80. Thì ở đây không phải là full new nha anh em, ở đây không phải là full new, tại có một số cái món đồ anh chủ xe người ta xài cái hàng đeo xe đó. Thì đây quay cho anh em coi. Thứ nhất cái đầu lồng, cái đầu lồng này là cái đầu lồng ớt tăng đa nha, ớt tăng đa thì 2000 đó. Quay cục máy dưới cho anh em coi nha. Đây anh em nhìn nè, cái này là không có quắn cát không gì cho nha, có nghĩa là nước da nó đã đẹp sẵn anh em, nước da đẹp sẵn đó. Ớt tăng đa đàng hoàng đó. Rồi lốc thì anh đi là lốc theo xe sơn lợi đó, cặt te là cặt theo xe, cặt te theo xe sơn lợi nè anh em coi, dấu bấm điện bự nè đó. Rồi con tem này là con tem zin nha anh em, tem zin theo cặt xe te luôn, nó còn zin thì ảnh dán đó, ảnh dán vô anh có chùm keo trong để bảo vệ nè. Đó, còn con tem dưới này con tem mới thôi anh em ơi, đó đơn giản là mới thôi, cái này dính nhớt anh em đó. Rồi đi vô một cái món giá trị nữa anh em, một cái món giá trị mà không thể thiếu nữa đó là cây bô, cây bô theo xe. Bô này là bô đít đen nha anh em, bô đít đen thì anh có sơn lại cái đít nè để cho hợp với chiếc xe của ảnh đó. Đây anh em nhìn coi bô nè, cái thân, cái nói chung là cái can thân nó còn cực kỳ sáng nha anh em, nó hợp với một cái xác xe. Khi anh em dọn một chiếc xe của này nè, kiếm một cây bô mà cây bô theo xe mà để vô cái xác xe mà anh em dọn á, nó hiếm lắm nha đó. Có nghĩa là cục máy cây bô và gác chân dài này, gác chân theo xe nè anh em coi, còn keo nè đó. Đây quay qua đây cho anh em coi. Đây anh em, đó anh em thấy không, cái chỗ mà mình chỉ anh em á đó. Đó mình chỉ anh em phân biệt cái các chân hàng mới, các chân theo xe á đó. Cây bên đây đó. Rồi phục này đồng hồ mới, cùng công tắc mới, chó đèn theo xe, chó đèn này chó đèn theo xe nha anh em đó. Xi nhan tồn, xi nhan tồn, ảnh đi ảnh không thích cái tay dầu của thằng quay thái của mình là do nó cao quá làm cái đầu của mình á nó không có được đẹp, nó cao hơn trên này nè anh em đó. Thì ảnh mới là đi cái tay của quay 110 đó, cái này tùy theo ý thích của chủ xe nha anh em đó. Rồi đĩa là đĩa theo xe, đĩa theo xe còn dày anh sơn lại đó, còn cực kỳ dày anh sơn lại. Phuộc là phuộc đúng phuộc của quay thái đĩa, thắng đĩa KTHM nha anh em chứ không phải AB nha đó. Heo thì heo 110, dây dầu thì dây dầu theo xe còn đẹp đó, HM đầm á. Thì hôm trước ảnh nói là chơi đầm phu 1 cho nó đẹp, tại ảnh nói là cái cạnh này nè của phu 1 á, khi anh em đưa ra chỗ này nè thì cái dòng trong này nè nha, cái dòng trong này nè nó sẽ sắc sảo hơn cái của quay thái. Mà ảnh nói cái đó công nhận đúng anh em, sắc sảo hơn của quay thái. Nhưng mà nói chung là ý thích của chủ xe xe thôi, chủ xe chơi nào mình chơi đó thôi, câm niền vỏ hàng niêu đó. Rồi còn gì nữa ta, đèn hậu theo xe đó, đèn hậu theo xe, che lại biển của anh nha đó, cho anh em coi nè. Đây 007 là không không chết, không không ấy, không không tắt đó. Bình xăng là 99 đó, bình xăng 99 còn đẹp nha anh em, còn vàng đó, nó không có, chưa có nhả xanh. Boe là boe theo xe, nãy mới rửa nè anh em đó. Movin 110 ở cũ đời của người ta nè đó.
Mấy cái đồ sắt này là anh mua đồ mới anh em ơi. Đó. Cần thắng mới. Cần đạp này theo xe còn được. Anh em anh xài lại. Cần số bên đó là cần số mới. Bát lòng này là bát lòng 99 nha anh em. Đây, cái bát lòng 99. 99 chứ không phải là 2000 mod lại nha. Cái này là đúng 99 luôn. Đó. Tem nè anh em. Tem nói chung không có nắng anh em ơi. Bật đèn led cho anh em coi cái tem đó. Đó. Cực kỳ đẹp nha. Đó. Rồi mở yên cho anh em coi. Ổ khóa để anh đi ổ khóa 6 cạnh cho nó an toàn nha anh em. Đây. Nắp xăng. Rồi, mới rửa nước không luôn, nắp xăng hàng mới. Đó. Mạnh thích một điều của ảnh là vậy nè anh em. Đây, khi mà gỡ cái bình xăng của ảnh ra là mạnh còn hết hồn mà. Hai con ốc này ở vàng khè nè anh em. Đó. Hai ốc này đóng đúng ốc thái nha, mở vàng khè vậy nè. Cực kỳ đã. Đây. Đó, yên thì yên theo xe ảnh là lợp lại thôi. Đó. Ốc ác đồ là ảnh vô chuẩn tầm khoảng 80-90% là của Thái. Đó. Rồi. Quay cho anh em coi sơ chiếc xe vậy thôi. Mạnh sẽ làm một cái clip riêng để mình nói tại sao chiếc xe này nó chỉ có 80 triệu. Và Mạnh báo giá sẽ từng món luôn. Từng cụm luôn. Tại chiếc xe này á, nói thật sự với anh em á, là chiếc xe này của ông anh. Anh chơi chung. Thì chiếc xe này Mạnh đi với nó ngay từ đầu. Đó, giá cả từng món Mạnh đều nắm hết. Đó. Nên là Mạnh có thể báo cho anh em chi tiết. Và thật sự chiếc xe này anh em cứ suy nghĩ đi. Cái dàn áo là dàn áo thì xe Sơn Lợi bên Mạnh. Đó. Chó đèn theo xe VIP. Cỡ đó là nói thật sự với anh em nha. Không thua gì tồn nha. Không thua gì tồn. Có nhiều cái tồn nó còn xấu hơn cái theo xe đó nữa anh em. Xi nhan tồn. Bô theo xe còn cực kỳ đẹp nha anh em. Đó, bô theo xe còn cực kỳ đẹp, mặt tiền, mặt trong, mặt ngoài nó đều đẹp hết. Nó không có bị cắn mớp lại một lần cho anh em coi. Đây. Đó. Cái bô nè. Đó, mặt dưới nè. Đó. Còn cực kỳ đẹp luôn. Thì gác chân dài thì ảnh vẫn là đi gác chân theo xe hàng cũng đẹp. Đó, quay cho anh em coi rồi. Đi phục nai, đồ thì đi đúng đồ 110. Đó, không có like cái món nào của Alpha trừ ốc ác nha. Ốc ác thì có một số con nó hàng Thái không có, bắt buộc phải chơi hàng Alpha. Đó. Chiếc xe này tổng bill của ảnh tầm khoảng 80 triệu. 80 triệu là ảnh lên từ cái bộ 4 món luôn nha. Tính luôn cái tiền của 4 món luôn nha. Bộ 4 món luôn là tầm khoảng 80 triệu. Bởi vì nhiều hôm nay nghe anh em nói mà anh em có xác xe sẵn mà dọn luôn tầm khoảng 100. Đó, thì nói thật sự là giật mình luôn. Mà dọn mà full new chứ không có đi không có đồ chơi, không có kiển gì chứ. Mà dọn full new mà giá 100 triệu. Thì nói thật sự là nó ác quá. Nó căng. Đó nè. Đó, đường vẫn là đi lường hai tem. Đồng hồ new đẹp. Khỏi bàn. Đó. Một chiếc xe gọi là nổ máy cho anh em nghe luôn chứ quên. Để mất công anh em nói rồi cho anh em coi. Nghe máy nè anh em. Anh em nghe máy nè, để xét luôn nè. Tôi nghe nồi nè. Đây tiếng bô nè. Bô theo xe cực kỳ ấm nha anh em. Nó không có nghe tiếng lan ten như cái hàng mới. Đó. Cho anh em nghe bên đây. Đó. Cái xe nổ cực kỳ ngon. Đó. Rồi, bấm đề lại cho anh em coi.
Đó, kỳ thầm luôn em. Đó. Rồi, hẹn anh em một clip sau, Mạnh sẽ nói báo giá chi tiết cái xe này luôn. Và dọn, thật sự anh chủ xe này là một người anh cũng đam mê xe và anh biết cách dọn anh em, biết cách dọn. Nên dọn một chiếc xe này chi phí nói chung là nó hợp lý, nó không có cao cũng không thấp. Đó, nói chung là hợp lý, 80 triệu để dọn từ một cái bộ 4 món lên, mà bộ 80 triệu đó là luôn tính luôn cái tiền mà mua cái bộ 4 món nha, mua bộ 4 món nha. Chứ không phải là có bộ 4 món rồi bỏ ra 80 triệu để dọn. Đó. Rồi ok, cảm ơn anh em xem clip.